Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 24 tháng 7 và cho 10 ngày sắp tới. Mở đầu của bản tin là tin cuối cùng về cơn bão số 2. Chiều nay ngày 23 tháng 7 năm 2024, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Vào hồi 13 giờ chiều ngày hôm nay 23 tháng 7, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6, có nghĩa là dưới 39 km/h. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và suy yếu rồi tan dần. Tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc, gió mạnh và sóng lớn ở các vùng biển phía Nam còn phức tạp. Chi tiết kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong ít phút tới. Sau đây là tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Tin mưa dông cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày hôm nay ngày 23 tháng 7, ở khu vực Sơn La, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều nay ngày 23 tháng 7 năm 2024, cục bộ có nơi trên 100 mm, như Lóng Luông Sơn La 229 mm, Hang Kia Hòa Bình 221,8 mm, Quan Hoa Hà Nội 133 mm, Sương Giang Bắc Giang 107,9 mm, Thanh Sơn Thanh Hóa 138,2 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 cho đến 48 giờ tới như sau. Từ chiều ngày hôm nay 23 tháng 7 đến ngày mai 24 tháng 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm 24 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ giảm dần. Từ chiều ngày hôm nay 23 tháng 7 đến đêm ngày mai 24 tháng 7, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Ngoài ra, trong chiều và đêm 23 tháng 7, ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Lưu ý từ ngày 25 tháng 7, mưa lớn ở các khu vực Tây Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có xuống giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin thời tiết trên biển. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng 20 cho đến 21 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, vào lúc 13 giờ chiều nay, ngày 23 tháng 7 có vị trí ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông. Ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 9, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Trường Sa có gió giật cấp 7. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực phía Bắc của Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Dự báo diễn biến trên biển trong vòng 24 giờ tới như sau. Trong đêm nay 23 tháng 7 sang đến ngày mai 24 tháng 7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển giữa Biển Đông và phía Bắc của Nam Biển Đông bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cũng trong đêm nay 23 tháng 7 sang đến ngày mai ngày 24 tháng 7, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực phía Bắc của Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Cảnh báo, trong đêm 24 tháng 7 và ngày 25 tháng 7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và khu vực phía Bắc của Nam Biển Đông bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, riêng từ ngày 25 tháng 7, khu vực phía Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Lưu ý toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh cũng như sóng lớn. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước đêm nay sang ngày mai 24 tháng 7 và cho 10 ngày sắp tới. Khu vực Lào Cai đến Yên Bái. Đêm nay và sáng ngày mai, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa về đêm và sáng này còn lặp lại cho đêm 24 và sáng ngày 25. Trong hai ngày 26 và ngày 27, khu vực này khả năng xuất hiện nắng nóng. Từ ngày 28 trở đi thì nhiệt độ có xuống giảm trở lại, chuyển mát trở lại và khả năng khu vực này bước vào một đợt mưa mới, một đợt mưa lớn trên diện rộng.
Chi tiết của đợt mưa này, kênh sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 33 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì trong 2 ngày 24 và ngày 25, ngày 26 và ngày 27. Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, về đêm từ 26 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Từ ngày 28 trở đi, nhiệt độ có xuống giảm mạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Khu vực Sơn La, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa lớn này còn duy trì cho đến hết ngày 25. Từ ngày 26 sang đến ngày 27, trời tạnh ráo và ít mưa, ban ngày trời có nắng. Khoảng từ ngày 28 trở đi thì khả năng khu vực này tiếp tục có một đợt mưa mới. Một đợt mưa lớn trên diện rộng, chi tiết của đợt mưa này, kênh sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 27 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì trong 2 ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 đến ngày 28, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ tăng lên mức 28 cho đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ. Có nơi dưới 24 độ, từ ngày 29 trở đi, nhiệt độ có xuống giảm mạnh, trời chuyển mát. Khu vực Điện Biên và Lai Châu, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này duy trì tình trạng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có một vài nơi mưa vừa, mưa tập trung về đêm và sáng. Từ ngày 26 đến ngày 27, mưa giảm, ban ngày trời nắng gián đoạn, tuy nhiên từ ngày 29 trở đi được khả năng khu vực này tiếp tục có một đợt mưa mới. Một đợt mưa dài ngày, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 25 đến 27 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì trong ngày 24. Từ ngày 25 cho đến ngày 28, nhiệt độ ban ngày có xuống tăng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Từ ngày 29 trở đi, trời chuyển mát do ảnh hưởng của mưa lớn, chuyển đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, đêm nay sang đến sáng ngày mai, khu vực này tiếp tục duy trì mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng mưa này khả năng duy trì cho đến hết ngày mai. Từ ngày 25 trở đi mưa giảm, ban ngày trời hửng nắng nhẹ trở lại. Ngày 26 và ngày 27, nhiệt độ tăng nhanh, trời nắng nóng. Từ ngày 28 trở đi, nhiệt độ tiếp tục giảm và khả năng khu vực này sẽ tiếp tục có một đợt mưa mới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 27 đến 29 độ, duy trì trong 2 ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27, nhiệt độ tăng mạnh lên mức 35 cho đến 36 độ là nhiệt độ cao nhất ban ngày, về đêm từ 27 đến 31 độ. Từ ngày 28 trở đi đến ngày mùng 1 tháng 8, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm mạnh, giảm từ 4 đến 5 độ so với ngày trước đó. Đối với các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, trong đêm nay sang đến sáng ngày mai, khu vực này duy trì tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa một vài nơi, tình trạng mưa này khả năng duy trì đến hết ngày 25. Tình trạng tạnh ráo ít mưa sẽ được duy trì trong 2 ngày 26 và ngày 27, một số nơi trời nắng nóng. Tuy nhiên từ ngày 28 trở đi được khả năng tiếp tục có một đợt mưa mới ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đợt mưa này có khả năng sẽ được kéo dài trong nhiều ngày. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 31 độ. Về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì trong 2 ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27, nhiệt độ tăng mạnh lên mức 32 cho đến 34 độ. Về đêm từ 25 đến 29 độ. Từ ngày 28 trở đi, do ảnh hưởng của mưa, trời chuyển mát, nhiệt độ giảm mạnh từ 4 đến 5 độ so với ngày trước đó. Đối với các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, trong đêm nay sang đến sáng ngày mai, khu vực này duy trì tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tuy nhiên, mưa có xuống giảm so với ngày 23. Tình trạng mưa về đêm và sáng còn lặp lại trong ngày 24 và ngày 25. Từ đêm 25 trở đi sang đến ngày 27, khu vực này tạnh ráo ít mưa, ban ngày trời có nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 28 và ngày 29 trở đi được khả năng khu vực này tiếp tục có một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Chi tiết của đợt mưa này, kênh sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 cho đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì trong ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27, nhiệt độ có xuống tăng mạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, về đêm từ 26 đến 29 độ. Từ ngày 28 trở đi sang đến ngày mùng 1 tháng 8, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 4 đến 5 độ. Khu vực Thái Nguyên, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có một vài nơi mưa vừa. Tình trạng này khả năng duy trì đến hết ngày 25. Ngày 26 và ngày 27 mưa giảm, ban ngày trời có nắng gián đoạn trở lại, có nơi trời nắng nóng. Tuy nhiên khoảng từ đêm 27 trở đi khả năng khu vực này tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa vừa và mưa to, đợt mưa này khả năng còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Chi tiết của đợt mưa này kênh sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 31 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì trong ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27 nhiệt độ có xuống tăng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 27 đến 29 độ. Từ ngày 28 trở đi, nhiệt độ có xuống giảm từ 4 đến 5 độ so với những ngày trước đó. Khu vực Lạng Sơn, đêm nay sang ngày mai 24 tháng 7, khu vực này tiếp tục duy trì tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa còn duy trì cho đến hết ngày 25. Tuy nhiên trong ngày 25 thì mưa cũng đã có xuống giảm. Từ ngày 26 trở đi có nắng trở lại và nhiệt độ cũng có xuống tăng mạnh, có nơi trời nắng nóng. Từ đêm 27 đến ngày 28, khả năng khu vực này tiếp tục có một đợt mưa mới. Đợt mưa này có khả năng sẽ duy trì trong nhiều ngày. Chi tiết của đợt mưa này, kênh sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 30 độ. Về đêm từ 24 đến 26 độ duy trì trong ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27 nhiệt độ có xuống tăng, trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Về đêm từ 25 đến 28 độ. Từ ngày 28 trở đi nhiệt độ có xuống giảm mạnh, giảm từ 4 đến 5 độ so với ngày trước đó. Khu vực Quảng Ninh trong đêm nay sang đến ngày mai tiếp tục duy trì tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy nhiên từ trưa đến chiều mai mưa có xuống giảm và sẽ tiếp tục giảm trong ngày 25 sang đến ngày 26 có nắng trở lại, một vài nơi trời nắng nóng. Từ ngày 28 trở đi thì khả năng khu vực này tiếp tục có một đợt mưa mới. Đợt mưa này có khả năng sẽ duy trì trong nhiều ngày. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ. Về đêm từ 27 đến 29 độ, duy trì trong ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27 nhiệt độ có xuống tăng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 33 độ. Về đêm từ 28 đến 30 độ, từ ngày 28 cho đến ngày 29 trở đi, nhiệt độ có xuống giảm nhanh, giảm từ 3 đến 4 độ so với ngày trước đó. Chuyển đến thời tiết khu vực Trung Bộ, đối với các khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm nay sang đến ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa một vài nơi. Có những khoảng nắng gián đoạn về trưa chiều, tình trạng này còn kéo dài đến hết ngày 25. Tuy nhiên với khu vực Hà Tĩnh, từ ngày 25 trở đi thì mưa đã giảm, ban ngày có nắng trở lại. Khoảng từ ngày 29 trở đi, khu vực này tiếp tục có một đợt mưa mới. Đợt mưa này khả năng duy trì trong nhiều ngày. Chi tiết của đợt mưa này, kênh sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 29 độ, duy trì trong 2 ngày 24 và ngày 25. Ngày 26 và ngày 27 trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 36 độ, về đêm từ 28 đến 30 độ. Từ ngày 28 trở đi đến ngày 1 tháng 8, nhiệt độ xuống giảm dần, giảm từ 4 đến 5 độ so với ngày trước đó. Đối các khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn, trời nắng nóng. Tình trạng thời tiết này sẽ là thời tiết chủ đạo duy trì trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, về đêm từ 27 đến 30 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 8. Đối các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày trời nắng và nắng nóng. Tình trạng thời tiết này sẽ còn là chủ đạo, duy trì trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, về đêm từ 29 đến 31 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 8. Đối các khu vực Bình Định đến Phú Yên, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày trời có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng và nắng nóng. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, về đêm từ 27 đến 30 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 8. Đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đêm nay sang đến ngày mai 24 tháng 7, trời tiếp tục nhiều mây, ban ngày trời âm u, từ ngày 25 trở đi có nắng trở lại. Tình trạng nắng gián đoạn sẽ được duy trì cho nhiều ngày tới. Khoảng từ ngày 27 trở đi đến ngày 28, về chiều tối khả năng có mưa cục bộ, mưa rào và dông rải rác một vài nơi. Tình trạng thời tiết này sẽ được duy trì cho nhiều ngày sau đó, ban ngày thì trời vẫn có những khoảng nắng gián đoạn. Và nền nhiệt cũng được duy trì ở mức khá cao, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 33 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 8. Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, đối các khu vực Gia Lai và Kon Tum, trong đêm nay sang đến ngày mai 24 tháng 7, tiếp tục duy trì tình trạng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa một vài nơi. Tình trạng này còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Sang đến khoảng ngày 27 thì mưa có xuống giảm. Tuy nhiên từ ngày 28 trở đi thì mưa tiếp tục quay trở lại với khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 23 đến 26 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 8. Đối các khu vực thuộc Nam Tây Nguyên, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này tiếp tục nhiều mây và có mưa rào và dông rải rác. Tình trạng mưa này còn duy trì và lặp lại trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 24 đến 26 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ. Chỉ đến ngày 29 từ ngày 30 trở đi, nhiệt độ có khả năng sẽ tăng trở lại. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ, đối với các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, đêm nay sang đến ngày mai 24 tháng 7, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn. Về chiều tối và tối của các ngày 25 cho đến ngày 27,
Khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to một vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa không kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày mùng 1 tháng 8. Đối với các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn. Có nơi trời nắng, về chiều và chiều tối có mưa rào và rông rải rác một vài nơi, tuy nhiên tình trạng mưa ngắn. Tình trạng thời tiết này sẽ được duy trì cho nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày mùng 1 tháng 8. Đối với các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, trong đêm nay sang đến ngày mai, ngày 24 tháng 7, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày trời có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Về chiều tối của các ngày 25 và ngày 26, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to một vài nơi, tuy nhiên tình trạng mưa không kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày mùng 1 tháng 8. Đối với các khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, trong đêm nay sang đến ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Tình trạng thời tiết này sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Sang đến khoảng ngày 26 và ngày 27, khả năng về chiều và chiều tối khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tuy nhiên tình trạng mưa không kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày mùng 1 tháng 8. Khu vực Cà Mau và Kiên Giang, trong ngày 24, khu vực này tạnh ráo ít mưa, ban ngày trời nắng. Từ ngày 25 trở đi, khả năng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to một vài nơi về đêm và sáng. Cần đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, có nơi 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày mùng 1 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị và các bạn vui lòng bình luận ở phía dưới của bản tin này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.